giữa thời buổi hội nhập, khi những tòa nhà hiện đại dần thay thế những hàng cây, cái tên Tây Phương dần thay thế cái tên Việt, thì những chợ vườn chuối, chợ bào sen, chợ cây gõ vẫn âm thầm tồn tại như một cách lưu giữ hồn quê chân phương giữa lòng Sài Gòn. Quý vị đang nghe bài viết Nguồn gốc các tên chợ có cây hoa lá ở Sài Gòn. Tác giả Abu Nguyễn, giọng đọc Lê Trang, âm thanh hình ảnh Kata Khánh Trang trên tạp chí Đáng Nhớ, tạp chí tiếng Việt tại Hoa Kỳ. Chợ cây gõ. Chợ cây gõ nay được đổi tên thành chợ Minh Phụng, nằm trên đường Minh Phụng, quận 6, gần vòng xoay cây gõ. Cây gõ chỉ tên làng, còn Minh Phụng chỉ tên xã. Xã Minh Phụng ngày xưa nằm ở vùng Bình Tiên, tương truyền đây là nơi ở của người Miên trên đất Sài Gòn. Theo tìm hiểu của những người sống lâu năm ở khu vực này thì được biết, vùng xưa kia có nhiều cây gõ, loại cây có vân gỗ đẹp, dùng để làm bàn ghế và cột nhà. Cho nên người ta mới đặt tên cây này cho chợ và cho vòng xoay cây gõ. Hiện nay, chợ được đổi tên thành chợ Minh Phụng, nhưng người dân vẫn quen gọi là chợ cây gõ. Đây là ngôi chợ chính thống duy nhất của Sài Gòn, mở cửa kinh doanh từ lúc 18 giờ và bán đến mờ sáng hôm sau. Tuy kinh doanh vào thời điểm khác biệt các ngôi chợ khác, nhưng với các yếu tố thuận tiện về giao thông, địa điểm nằm giữa chợ lớn và bến xe miền Tây, chợ thu hút khá nhiều lượt khách đến tham quan mua sắm. Ngoài đặc trưng về giờ giấc, chợ cây gõ còn được mệnh danh là chợ trả giá. Khách lần đầu đến chợ sẽ không khỏi ngỡ ngàng về cách mà các tiểu thương nơi đây nói khách giá. Giá của món hàng được đẩy lên cao tới mức người ta hóm hỉnh bảo với nhau là trả giá thấp cỡ nào cũng dính. Chợ Gò Vấp. Chợ Gò Vấp hiện nay tọa lạc tại đường Nguyễn Văn Nghi, quận Gò Vấp. Có thuyết cho rằng nguồn gốc của tên Gò Vấp là do trước đây nơi này là một ngọn đồi trồng cây vấp. Cây vấp có nguồn gốc từ các nước châu Á nhiệt đới, Ấn Độ, Sri Lanka, Malaysia, Việt Nam. Cây có thân gỗ lớn, thuôn thẳng, cao từ 15 tới 20 mét. Vỏ cây màu nâu đen, tán lá rộng, hình chóp, cành nhánh rộng. Trong tiếng Chăm, cây vấp còn có tên là xoài, tên tiếng Việt là vấp hoặc vấp, có nghĩa là lùn. Địa danh Gò Vấp từ lâu đã gây khó hiểu cho nhiều người, kể cả các bô lão ở Sài Gòn. Trên các diễn đàn, một số thành viên từ lâu đã bàn luận sôi nổi về tên của địa danh này. Bây giờ cây vấp hay vấp không còn nhiều như lúc trước, chỉ còn rải rác vài cây ở các công viên Tao Đàn, Lê Thị Riên, Thảo Cầm Viên, một thành viên cho biết. Tuy nhiên, hiện nay ở Gò Vấp người ta không còn tìm thấy dấu vết của cây vấp. Các bậc cao niên của vùng đất này cũng không có nhiều thông tin về loại cây này. Có người cho rằng, hiện tại ở Thảo Cầm Viên của Sài Gòn còn trồng hai cây vấp có tuổi thọ trăm năm. Bên cạnh lý giải về cây vấp, nhiều tiểu thương ở chợ Gò Vấp cũng hóm hỉnh lý giải rằng, hồi xưa ở đây có một gò vấp cao, mấy người dân nghèo hay tụ tập ở đây mà bị đuổi hoài, chạy vội cho nên vấp té và người ta gọi là Gò Vấp. Lý giải nào nghe cũng có lý, nhưng ý nghĩa thật sự của cái tên này thì không ai có thể khẳng định chắc nịch. Chợ Vườn Chuối. Chợ Vườn Chuối hiện nay nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Thời Pháp thuộc, đường Vườn Chuối chỉ là một con hẻm nhỏ trong cư xá Đô Thành. Từ năm 1955, chính quyền Sài Gòn đã dựa vào cái tên quen để dùng đặt cho con đường đi ngang qua nó là đường Vườn Chuối để đặt tên cho chợ. Chợ Vườn Chuối nằm ở vị trí trung tâm thành phố cho nên khá nhộn nhịp. Nhiều người tứ xứ nghe tên cứ tưởng nơi đây bỏ mối chuối hoặc chỉ bán những đồ ăn chế biến từ chuối. Thật ra, chợ này chuyên bán vàng bạc đá quý và ẩm thực của các vùng miền trên cả nước. Nếu hỏi giới trẻ đi ăn hàng ở chợ nào, nhiều người chỉ ngay ra chợ Vườn Chuối. Ngon bổ rẻ từ ốc, bún, chè, bánh tráng đặc sản,
chợ vườn chuối đón hàng trăm khách là người trẻ đến đây mỗi ngày. Chợ Bầu Sen. Chợ Bầu Sen nằm trên đường Nguyễn Trãi, quận 5. Từ bầu có nghĩa là một cái đầm nhỏ. Bầu sen ở đây có nghĩa là một cái đầm nhỏ chứa nhiều lau sậy. Trước đây, khu vực này vốn là một khu vực đầm lầy hoang vu, mọc tùm lau sậy. Hiện nay, chợ Bầu Sen không có nhà lồng, các tiểu thương chỉ buôn bán dọc hai bên đường. Đây là nơi tập trung rất nhiều quán ăn đường phố thú vị ở khu vực quận 5. Chợ Cây Da Xà Mới. Chợ Cây Da Xà nằm ở đường số 6, quận Bình Tân. Trước đây, chợ nằm ở ngã tư Bà Hom và đường An Dương Vương. Theo những người dân sống lâu năm kể lại rằng, ngày xưa có một cây da tuổi hơn 100 năm, rễ mọc xà xuống đất, tàn cây rộng mấy chục mét. Bên dưới có một ngôi miếu nhỏ làm nơi họp chợ bán buôn. Chợ Cây Da Xà Mới không có lồng chợ, tiểu thương họp chợ ở hai bên đường. Một ngày nọ, cây da này đột nhiên chết và ngôi chợ không còn chỗ tồn tại. Mãi đến sau này, người ta mới dựng nên một ngôi chợ mang tên Chợ Cây Da Xà Mới, nằm trên đường số 6 khi tách rời một phần quận 6 trả về cho quận Bình Tân. Hiện tại, chợ Cây Da Xà Mới không có nhà lồng, các tiểu thương chỉ bán tạm bợ hai bên đường. Ngoài những cái tên kể trên, ở mỗi quận huyện của Sài Gòn vẫn còn tồn động những ngôi chợ nhỏ chỉ họp vài tiếng buổi sáng rồi rã, được truyền miệng với cái tên cũng không biết có từ bao giờ như chợ Cây Quéo, đường Hoàng Hoa Thám, quận Phú Nhuận, chợ Cây Điệp, Cây Thị, quận Bình Thạnh, chợ Cây Da Thằng Mọi ở quận 1, khu vực đường Cống Quỳnh, ngã 6 Nguyễn Trãi, giờ đây là chợ Thái Bình.